À, anh có gặp đồng chí Sài không? Việc gì đấy? Anh nhắn Sài ra cổng gặp người nhà tên là Hương. Tôi là Hiểu, là người phụ trách trực tiếp của đồng chí Sài. Không may là đồng chí Sài lại vừa đi công tác sáng nay. Có lâu không anh? Cô ở đây thời gian bao lâu? Độ dăm ngày. Bọn em nghỉ hè gần đây. Có lẽ là không gặp được. Sài sẽ đi hơn một tuần nữa. Chỗ anh ấy công tác có xa không ạ? Cũng hơi xa. Anh có thể làm ơn chỉ giúp em đến đây. Chú quân sự chắc là không thể vào được. Em là Hương, em anh Sài ở quê. Khi nào anh ấy về, anh nói dùm có em đến thăm. Vâng, tôi sẽ nói. Hôm trước, chúng tôi có được gặp chị dâu của cô. Vợ đồng chí Sài có cho chúng tôi biết là quê ta năm nay được mùa lắm. Nhờ anh đưa dùm cho anh Sài. Thôi, em xin phép anh ạ. Chúc các cô những ngày hè vui vẻ. Cảm ơn anh. Thôi, xuống dưới này chờ xe. Chào các bác. Các bác có về Hà Nội không ạ? Chào các cô. Các cô có về Hà Nội không ạ? Vâng. Cô làm ơn cho tôi gửi lá thư này về gia đình được không ạ? Được, em sẽ cầm về. Vâng, cảm ơn cô. Anh ở đơn vị nào vậy? Tôi ở trung đoàn bộ. Anh ở trung đoàn bộ, đã thấy anh Sài về chưa ạ? Sài nhà, chứ đi đâu mà về? Sài văn hóa cơ. Sài Hương chứ gì. Mà tại sao gọi là Sài Hương ạ? Chẳng biết cô Hương câu khói nào đấy, đã uống từ bao giờ, mà đêm nào cũng viết nhật ký về cô ta. Vì cả hai người, tưởng tượng cũng cảnh thật mê ly. Thấy lam màng viển vông quá. Anh em trong đơn vị nền cạo trong một trận nên thân. Phải vào bệnh viện cấp cứu đấy. Thế bây giờ anh còn mê cô Hương không ạ? Trong lòng dạ cậu ta, ai mà biết được. Này, nói khẽ là cô biết nhá. Hôm trước vợ ra thăm cả ba đêm liền, chỉ ngồi cầm cụi đọc sách. Nhưng nói thế thôi, chứ cậu ta cũng kín lắm. Với lại cũng chẳng ai đấy gì cả. Và lại cả đơn vị ai cũng quý mến cậu ta. Dạy đã giỏi, hết dạy lại tăng gia, phân do tưới tắm, đêm về lại cắm cụi vào học. Thành ra chẳng ai nghĩ cậu ta là người không đứng đắn cả. Diễn cặp tình sắp được đi bê đấy. Thế cô ạ? Sao bảo anh Sài đi công tác cơ mà. Thế chẳng nhẽ tôi bay ngay về cắm cậu ta đây để chứng minh như cô biết à? Có phải Sài đúng như lời tôi kể không đã? Xin lỗi, thế cô là thế nào với Sài? Là em ạ. Vậy là cô về không gặp được cậu ta. Tôi cũng đang đợi một chuyến xe khách. Thời gian không còn bao lâu nữa. À, hay là để tôi chạy vào bảo cô tôi đạp xe ra ngay nhá. Thôi, cảm ơn anh, xin anh đừng phiền. Xe của bọn em cũng sắp đến giờ rồi. Thôi, vậy chào hai cô. Chào anh ạ. Xe, xe, chờ mấy. Chẳng nhẽ anh ấy không muốn nhìn mặt tao. Cậu uống nước đi. Tình vợ con thế nào? Dạ, báo cáo vẫn như cũ. Nghĩa là thế nào? Dạ, báo cáo thủ trưởng, tôi không chê cô ấy, nhưng vẫn thấy khó nói chuyện với nhau ạ. Thế thì không được rồi. Cậu nhớ, mình là cơ quan chính trị, mà vô chính trị thì không được đâu.
phòng đấy. Sai này. Dạ. Hôm vừa rồi ở bến xe, đỡ quen một cô sinh viên, cô nói là em gái cậu. Nhìn xem thái độ tớ biết. Anh chỉ đùa em. Tớ mà đùa, cứ chơi đánh tớ. Mà không biết đứa nào nói cậu, đi đi công tác chứ. Sai à, lát nữa xong vào rồi mình đi lang thang chơi nhé. Vâng. Chính mình là người đã nói dối Hương. Cô nhờ mình đưa cho cậu. Sài không muốn hỏi tại sao mình lại nỡ làm một việc độc ác nhẫn tâm đến thế. Không, không ạ. Em đâu dám chết việc anh đã làm. Nghĩ đi nghĩ lại, thế trách nhiệm của mình lúc này không thể làm khác được Sài ạ. Trước đây người ta đã lang máng chuyện của hai cô cậu, cố đừng để cho nó vỡ ra thì chả còn gì. Dù Sài có tài hoa đến đâu cũng không thể chấp nhận được. Nếu viết thư cho Hương có được phép không anh? Về vấn đề gì? Theo mình, hãy im lặng đã Sài ạ. Đến bao giờ anh? Mình hỏi thật, Sài có thật sự thiết tha vào đảng không đã? Sao bây giờ anh vẫn phải nghi ngờ em về chuyện đó? Vì mình sợ, cứ bắt Sài phải cố thực hiện một việc mà Sài thấy khó quá. Sài đã nói thì mình đề nghị thế này. Từ nay Sài phải cương quyết cắt đứt quan hệ với Hương. Theo mình chuyện này nó rắc rối rồi đấy. Em sẽ cố gắng làm theo ý anh. Anh về nghỉ kiểu mệt. Em về sau. Hồi ra chiêu đãi. Khi hồi ra chiêu đãi ạ? Thì chúng em vẫn vui vẻ với nhau. Còn chuyện khi chúng em còn đã lo rồi. Kìa mẹ, sao mẹ lại để đồng chí ấy ngồi một mình với Thím Tuyết? Thì bác cứ xả xuống. Vừa sắm tay áo vừa mời khéo tôi lên đây. Hả? Mẹ cứ để con với Thím Tuyết làm thì chẳng nhẽ tôi ngồi chờ rồi. Lấy uống nước đồng chí ạ. Mặc em nó làm. Đồng chí cứ để mặc tôi. Cô chưa học một lớp tư sản, cô không biết không? Em cũng nghe đồn có cô này cô kia nhận ung túng được một tay của các chị em coi như không. Nhưng chắc chưa có chuyện gì. Mẹ mày xuống làm với Thím Tuyết hộ tôi đi. Coi như bây giờ mới lừa được con. Xuống xem Thím xào nấu thế nào. Tôi bảo bố nó này. Người ta cốt về để điều tra em mình. Mình làm thế thành ra có tật mới giật mình. Chú Sài không có tội, nhà mình không ai vướng mắc. Có rắc rối là do liên quan đến bố, đến anh của Thím Tuyết. Tôi ngờ rằng dạo xưa gia đình Thím ấy có tính toán, biết nhà mình có người đi làm cách mạng. Chứ lúc ấy gia đình khá giả, ai lại đi gả con gái đã lớn cho chú Sài còn bé, dù là con vợ lẽ.
Nếu bây giờ Thím Tuyết lại bôi bác chú Sài chê vợ, chú Sài hắt hủi lạnh lẽo với thím ấy, để chú Sài mất đảng thì bố nó cũng đừng tiếc gì. Cho chú bỏ quách đi. Thầy mẹ mình cũng thấy dại, tại mình làm khổ con mình. Thầy mẹ không cấm chú ấy nữa đâu. Bố nó liệu xem thế nào mà lo cho em. Tôi cấm mẹ mày mà hở ra với ai, nhất là chú Sài, rằng mọi người sẽ cho chú ấy bỏ vợ. Cái mấu chốt là đơn vị người ta đang xem xét vấn đề vợ con nó. Nó có xử sự đúng mức với đạo đức nhân phẩm của một người cách mạng không đấy? Cảm ơn bác Quảng. Vâng, xin ông khác xin nước. Thầy xin nước có được. Bác nước à? Thầy xin nước. Mời bác về. Bác xin nước. Mời bác xây nước. Vâng. Dạ, mời các bác xây thêm hoa quả. Xin mời. Dạ. Vâng. Thôi, để xin phép làm việc một lúc với các đồng chí trong ban thường vụ đảng xã. Thôi thế, tôi xin các bác ạ. Vâng, xin chào. Mời chào các bác ạ. Cậu đi ngủ trước đi, vào buồng ạ. Cô ấy vất vả, cậu phải thương người ta. Thế nào, vui vẻ chứ?
đất nước ta đang cần những người tài rất cần. Anh em ai cũng tin rằng cậu có thể tiến xa. Ai cũng sợ nó có chuyện không hay xảy ra làm hỏng mọi việc. Vì thương yêu cậu cho nên mới lo. Đừng để cái chuyện không đáng gì phá hết tương lai của mình. Kể ra thì có thể không hợp với cậu đấy. Nhưng cô ấy ngoan, chịu thương chịu khó. Mình đi vắng, cha mẹ già, lúc trái nắng trở rời, không có cô ấy, ai là người trông nom đỡ đần các cụ. Các anh các chị ai cũng đã có phần cả rồi. Mình có thể cho cậu biết nhận xét của địa phương tối hôm qua là rất tốt. Gia đình nhà vợ tuy có hơi phức tạp, nhưng người ta đề nghị có thể vẫn kết nạp cậu nếu bản thân cậu phấn đấu tốt. Nói chung, còn lại chỉ là chuyện vợ con. Nếu giải quyết chuyện này êm thấm, việc vào đảng của cậu coi như là xong. Trước khi đi, cậu đã hứa với tôi. Thôi, thủ trưởng yên tâm, tôi sẽ thực hiện đúng lời thưa. Vui vẻ không? Dạ. Độ nào thì bác tới nhà em đi ạ. Sửa soạn xong rồi đi, còn phải ghé qua huyện ủy. Bác ơi, ở chỗ đơn vị trao độ này nóng lắm nhỉ? Lẻo rồi gió nó cứ thổi ùn ùn suốt ngày đêm, em cứ thấy kinh kinh là. Khi nào có gì công tác qua đây mời bác vào chơi với thầy mẹ em. Cảm ơn cô. Cậu phải rất can đảm. Chính bản thân mình cũng không tính đến khả năng này. Đảng ủy vừa phổ biến quyết định không kết nạp cậu lần này, trái với đề nghị của bọn mình. Bản thân cậu rất tốt, gia đình cơ bản, có ảnh hưởng rất tốt. Duy có mối liên quan với gia đình vợ là hết sức nặng nề, như mình đã có lần đề cập với cậu. Trái lại, quân khu vừa báo là đơn tình nguyện đi về của cậu vừa được thông qua đấy. Bọn mình rất hạnh diện vì cậu. Mình nghe nói sắp tới có thể điều nguyên cả một em một F đi, hay là cậu ở lại khi nào đi mời thẻ nhé. Anh cứ để em đi ngay, em về trước. Thank you.
sau những giây phút bực tức hờn giận anh, nói mong anh thông cảm. Cũng chỉ vì một sự ghen tuông ích kỷ, em thành thật chúc mừng anh đã tìm được hạnh phúc với chị Tuyết. Đã mấy tháng rồi em mới có can đảm viết thư này cho anh, và cũng để báo tin rằng em đã lấy chồng. Nhớ về thăm nhà trước khi đi. Ra với bố tí nhá. À, bà yêu nào? Ồ, nội ơi, ô bà yêu táo bà nhà. Ồ, bà yêu táo bà nhà. Ồ, thằng bố, mẹ thế nào kệ xác nhờ. Ồ, cháu bà đất cần đứa nào cả. Mày, lại chú bảo vào vẽ em ra cho chú. Mày vẽ ra nhé. Ông Kiên bên lở. Chết rồi còn gì. Mẹ ơi, con viết xong thư cho bố rồi đây này. Viết gì? Con đọc cho chú Sài nghe xem có được không? Con tạo hai tranh thủ viết thư. Ở lớp cháu có một cháu nữa lớn hơn, được gọi là tạo một. Con tạo hoa tranh thủ viết thư hỏi thăm bố, tính bố độ đánh. Bố ơi, bố có khỏe không? Con lợn xề nhà ta nó đẹp từ hơn tháng trước. Được
được cần chính con bố ạ. Bố ơi, bố cho con cái thước mấy nghĩ cái quần đúc màu đỏ ý. Con lượn xì nó xuống được cái hầm xây bằng tường rồi bố ạ. Nó nghe kèn nó xuống. Con không phải đùn vào đi. Nó như dạo hôm qua nữa. Mấy nghĩ em thu không đã dầm nữa. Em không chơi với con thì con được phần cho cô giáo cho con để dành cho em nó mới chơi với con để mẹ đi tắt nước mấy ni cả đi bắt cầu nữa thôi bố nhé. Đánh hết thằng Mỹ bố về ngủ với con một tối bố ạ. À, giỏi lắm, cháu chú ngoan quá. Cho chú mượn đọc lại nào. Thôi các con chào chú rồi đi học kẻ muộn. Con chào mẹ. Chào chú, chào mẹ, con đi học. Đi nhá. Đi đi. Ra đường không được bỏ mũ đâu các con nhá. Vâng ạ. Nhanh lên không muộn. Chị viết thư cho anh, nhưng nói rõ em lý do vì sao em chưa được kết nạp. Nhà ta không vướng mắc gì cả, nhưng gia đình có tuyết con nợ máu. Vấn đề lịch sử biết làm thế nào, phải có thời gian. Em đã được chọn đi về rồi chị ạ. Trời ơi, sao về nhà đã mấy ngày bây giờ chú mới nói? Nhưng chị đừng cho thầy mẹ biết vội nhé. Để mai em đi học. Để chị lo. Chị nói làm sao cho mẹ yên tâm hộ em. Được rồi, chú cứ yên chí. Thế còn Thím Tuyết? Tùy chị. Ai chứ, anh Tính mà biết được là Hãnh Diện phải biết. Chú là người đầu tiên trong xã mình được đi bê đấy. Chuẩn bị xong hết chưa? Có bác Tính ở nhà thì bố cứ yên tâm. Cứ xong thằng chồng mày đi xuất khẩu lao động ngay à? Vâng, tuần sau anh ấy đi. Đúng đợt bố ạ. Thế còn mày ở lại chứ gì? Vâng. Đúng là nhà nó khôn, cứ mày về để giữ nhà. Gạo không tốn bao nhiêu lại sai được. Rõ khổ cái thân mày. 2-3 năm đâu gì bố, bọn con còn trẻ, xa nhau để kiếm chút vốn, mà có khổ cũng sao bằng bố mẹ khi xưa. Cái con này nào? Hai đứa mày yêu nhau lấy nhau, tao và mẹ mày đứa bao nhiêu cây đắng mới có mày đấy. Tưởng việc con có mặt trên đời là hoàn toàn ngoài ý muốn của bố, phải không ạ? Cái con này, đúng là mày chỉ phải mang ơn mẹ mày. Nhất là sau khi đất nước thống nhất, hai vợ chồng ly dị,
mà mày còn quyết định ở lại nhà ông bà nội ngay cả sau khi ông rồi bà mất, ở vậy nuôi mày cho đến ngày hôm nay. Chào hai bác. Cháu mới về. Thanh, làm xong đi sang nhà ông Tuyên lấy cái bàn và bốn kia cái con. Tao hỏi rồi. Để đấy. Tuyên, mày sang nhà bác Thả lấy cái bàn, hai cái ghế dài nữa. À, vâng bảo em nó đi cùng rồi mang ấm tách về. Vâng. Liệu có đủ không? Em đã có chạy thêm vài ba món nữa, nhưng không dám đem về sợ mất. Người ta bảo khi nào cần thì cứ sang lấy. Đây là phần của bố nữa. Cô cầm mà lo cho con. Suýt nữa quên, chú Viên cho anh vài chữ, cho cầm thanh nhà chú Phúc. À, chú Phúc ở bên kia đê ấy, mượn chú cái đài to. Cần gì? Đấy, không được. Đằng nhà trai họ có loa mi của dô, thì ít ra mình cũng phải có cái đài kha khá, không con em mình nó tủi chết. Họ giết bò, mình cũng phải giết lợn. Họ giết lợn, mình cũng phải vài ba con gà. Đấy kia, các bác ở cơ quan chúng về chứ. Được, anh sẽ bảo chúng nó dọn một bàn để tiếp các bác ấy. Nhà trai giết nhà gái biết, cả làng cùng biết luôn một thể. Nào nào nào, mời cô dâu chú rể lên trên này. Ta chụp mấy kiểu ảnh. Đây đây đây, ta đi lên trên này. Các bạn đứng sát vào nhau đi, đứng sát vào nhau như thế. Đấy, ghé đầu vào. Chuẩn bị nhá. Chuẩn bị. 2, 3. Ôi, ta chụp với chúng con một bộ. Cố lại chụp chúng con. Nào, cô dâu chú rể xuống dưới này. Đứng xuống dưới, dưới. Anh Sai đứng ở giữa. Anh Sai đứng giữa, đấy đấy, đứng yên hình giữa. Chuẩn bị nhá, tất cả nhìn đây. Ơi, sao chụp ba người? Ừ nhỉ, đi mời hai bác gái. Anh Thính ơi, này đấy, anh nói với anh Cả đến luôn thể. Anh Cả sang bên kia. Đúng rồi, đấy. Chú Hành à. Nào đứng rồi nào. Anh tiến lên tí. Chú ý, chụp nhá. Khoan đã. Mẹ đi mẹ. Thôi thôi con à. Mẹ xin.
chuẩn bị chụp nhá. Đủ chưa? Đủ chưa ạ? Sát lại gần nhau đi. Anh xài sát lại. Anh xài sát lại. Rồi. Nào chị Tuyết ngẩng đầu lên. Chị Tuyết ngẩng đầu lên nhìn ống kính này. Ôi chết, cười chứ sao lại khóc. Cười lên tí nào. Cười nào tất cả cùng cười lên. Cười lên. Ok chị. Cô xài. Con. Đi chơi đi. Quần áo này vào. Ôi, có quảng lên không? Người ta đang chờ. Ra đây, cởi áo ướt này ra. Nhanh lên. Quảng lên. Điêu. Thế mẹ về đi. Để chúng con lo cho chú Sài. Về thôi bà. Giá phải như bố mẹ vợ nhà khác. Nhất nhất cái gì cũng phải đủ lề lối. Thì nhà như nhà ông đồ chúng tôi, lấy đâu mà lo được. Nhất là thời buổi loạn lạc bây giờ. Thôi thì trăm sự ông bà đã thương cháu Sài. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, ông bà đồi tôi có biện cơ dầu. Trước là để làm lễ tổ tiên, sau là xin phép ông bà cho cháu Tuyết về ở với cháu Sài. Tại con phận vợ lẽ biết thế nào thì cho cùng mẹ chẳng thể mong cho con được một tấn chồng tốt hơn. Một nhà nho được kính trọng từ nhiều thế hệ. Và trên hết, có người đang làm cách mạng. Bố nói, cuộc hôn nhân này đối với chúng ta là việc sống chết. Sau khi các bạn Pháp về nước, con ở chồng con lại kiên nhẫn. Dù thời gian trôi qua nhanh thôi. Ê, Sài, để qua đi, để cho vợ mày làm việc trong đẻ. Mặc cái củ khoai ra lấy vợ. Thế mà này trả sổ sò 51 cho mà xem. Mày nói phải, con ông nó đỡ quả bầu cũng vui. Nhà Sài, bảo chồng mới vào trong buồng mà ngủ. Lầy nó dậy, còn đứng đấy mà nhìn à. Lầy mạnh vào. Chỉ thôi bế nó vào. Kệ nó.
rồi dần dần nó sẽ quen mùi nhau thôi, rồi sẽ đâu vào đấy. Chú rồng măng đang toài lên buổi đằng mưa lém, nó chạy tung tóe nghe rào rào đấy. Sành nhớt sợ lại còn mắc cái tội lăng ven. Nó cũng biết xấu hổ đấy, nhưng mà đến khi nào chờ cho bạn bè ngủ yên, lúc bây giờ thò mặt lên quẫy đuôi đến tách một cái rồi biến cút luôn. Chưa? À. Lên uống một nước nóng cho nó ấm bụng. Dậy đi con. Ra đây. Nhà tính đã xong chưa con? Xong rồi ạ. Sai, để vợ mày cầm cho. Hãy còn sớm, đi đâu mà vội thế? Một quét vôi, hai bát cầu ao, ba thắt ao, một thắt cỏ. Mẹ ơi!
cả nhà. Xài ơi, mày cứ dám mắt đi đâu thế hả? Xài ơi, Xài đâu rồi? Quảng đi. Mẹ ơi, nhanh lên. Có đi không hả? Mất khí giờ đợi thế thì khác. Anh ơi, kìa, đến rồi ạ. Bảo đây. Mẹ ơi, bà chủ đây này. Dạ, cắn chừa phỡ hạt gạo, đòi thuế mới chẳng mướn. Ê bác ơi, cháu nó bé nhưng bé hạt tiêu, nó vẫn còn làm trong này mà. Kìa bà ơi, bác ơi, thôi, không công xá gì, bác cho cháu hai bữa cơm. Người lớn làm được 10, cháu cũng được 8-9 đấy ạ. Dạ, hai bữa, Hào chưa đầy ống gạo, con nhà bà nó chả chén hết hai bữa hai ống. Thế hóa ra tôi thuê người lớn à? Ừ, thôi thì chiết công ba người lớn 3 xu, cho cháu nó theo, thêm đũa thêm bát mà. Dạ, có mà thêm, con nhà bà nó lại chả đánh tỉ tỉ, thủng nồi trôi dế. 4 người hết 8 ống, 8 ống gạo với 12 xu. Thôi, 10, tôi thương tỉnh mẹ con bà tôi liều, chứ dở hơi đi rước cái của nợ này về. Cảm ơn bà. Đi mẹ. Làm mình cũng có đất, sao cứ phải chịu đó đi làm thuê? Chỉ giỏi nói, vốn đâu phải mượn vừa khó, vừa canh cánh lo trả nợ, rồi còn lãi mẹ, lãi con, rồi còn phải đợi trông. Biết đâu 3 tháng trông cây, không bỏ một ngày trông quả. Đến lúc mình ăn đến miệng, gặp một cơn gió, một trận mưa rào, hay một ngày nắng hạn mà trái vụ, là mất trắng như chơi. Có khi cả đời đổ tắt mặt tối, không đủ trả nợ ấy chứ. Nhưng giờ làm được kia. Họ có gan, mình chi bằng cấp nó đi làm thuê, vừa nhẹ nhàng, vừa có miếng ăn ngay. Lâu dần thành quen, chả hiểu tới đời thuở nào. Cuống lên bà chú thế. Hà nữa. Người ta còn bao nhiêu việc ở ngoài đình kia kìa. U ơi, đi. Đi. À quên, anh cho kể thêm, chúng đó như chúng ta ngoại xâm. Chết tiệt kìa, cả chú Hà nữa kìa. U, cứ để cho nhà con làm việc với chú Hà. Có thêm gì chú bảo. Cái này được rồi đấy, cho lên đi. À, vâng ạ, mang lùi ra kia. Xài đi đâu mà biến biệt giờ này vẫn chưa thấy về. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, cứ mặc kệ chúng nó, phải có thời gian đã. Chú nữa, nó còn công việc của đội chứ còn tí đâu nữa. Nếu là việc đội thì tốt, nhưng cũng không nên nuông chiều nó quá.
Em ở nhà, em đã không để trẻ con lấy vợ. Nhưng thích hay không thì cũng đã thành vợ thành chồng. Ta đừng bao giờ quên điều đó. Nhất là giải phóng rồi, không thể vẫn như trước đâu. Vì vậy, trước mặt mọi người, thằng Sài không được làm gì, nói gì để người ta có thể nghĩ rằng vợ chồng nó không đoàn kết. Chú yên tâm đi, chú là người biết hơn ai hết. Thời buổi đói kém này, kiếm được miếng ăn tạm cho mỗi ngày còn chưa xong nữa là hơi sức bụng dạ đâu mà bàn tán chê bai chuyện thằng Sài. Mà bây giờ mới về hả? Đi đâu? Con đi công tác đội. Công tác gì mới đêm nào cũng về khuya? Đi vào trong kia mà ngủ chứ định nằm ngoài này đấy à? Trong ấy nóng lắm. Tao chán cái cảnh đêm nào cũng thằng con với mày thế này rồi. Nhanh lên vào với nó, có nghe không? Nghe rồi, hàng xóm. Hàng xóm cái gì? Vào với nó. Ăn nhanh rồi còn đi làm. Vâng ạ. Sài ơi, vào đây rồi ăn cơm. Thằng cu này ở đâu đấy? Con bà kia đấy. Thằng bé này nó cuốc ở góc ruộng được. Cuốc cái mả nhà mày. Mẹ, mắt mày mù. Cha bố nhà anh, nói gì đấy? Cả đêm hành hạ người ta còn chưa chán, sáng bảnh mắt ra còn chồng vó lên mà ngủ. Con hạch sách cái gì? Tiên sư con đi, ăn nó thế à? Trời ơi, này cơm nhà. Chỉ có nuôi ăn. Trời ơi, nó ngủ rồi con hạch sách cái gì nữa? Bây giờ đừng khác tao. Này, thì con thôi, nó đi. Để mẹ mới thằng Sài về. Kìa, đi con. Rồi, giải phóng rồi, không thể để Gia Hạo Vị diễn lại cảnh chết đói, chết rét như năm 45. Tất cả các ngành giới, nam phụ lão ấu đều phải tập trung vào nhiệm vụ chống đói và cứu đói. Vì vậy, kể từ ngày mai, cấm tất cả mọi người không được đi làm thuê ở bất cứ nơi nào. Những ai còn gì chưa thông, còn gì thấy khó, cứ nói, tôi sẽ giải thích thêm. Có nói hết với chính quyền những ý nghĩ của mình thì công việc mới chạy. Dạ, nếu được ông Bí Thư cho phép
chúng tôi xin mạnh dạn nêu chung như thế này, chứ không có ý gì. Đúng sai thế nào mà chưa phải phép thì xin ông bí thư. Anh nói thẳng điều anh định nói. Dạ vâng ạ. Dạ, xin nói ạ. Dạ, xin nói hỏi ông bí thư, cấm đoán như thế có xâm phạm vạn đến quyền tự do dân chủ của mỗi công dân mà chính phủ ta đã đem lại cho toàn thể nhân động không ạ? Anh nói lớn hơn. Dạ, vâng ạ. Tức là ý tôi muốn nói là cấm đoán như thế có sợ xâm phạm đến quyền tự do dân chủ của mỗi công dân mà chính phủ ta đã đem lại cho toàn thể nhân dân lao động không ạ? Tôi nói ngay là không xâm phạm. Chính quyền có quyền bắt người nông dân không được bỏ ruộng. Dạ, dạ xin phép ông bí thư cho tôi được hỏi thêm ạ. Dạ thế ruộng vườn nhà tôi đã gieo trồng cả. Thế những lúc rảnh rỗi, nhất là tháng 3 ngày 8 đói rách thất bát thì... Anh chưa làm hết. Cỏ hoang còn mọc đầy trong 26 vườn nhà anh. Báo cáo đồng chí bí thư, đấy là trong vườn. Quyền của mỗi gia đình, người ta muốn làm gì thì làm, từ xưa đến nay vẫn thế đấy chứ ạ. Đừng lầm, phần ruộng tư cũng không được phép bỏ hoang hóa. Tôi chưa từng thấy ai cấm nhân dân đi làm để kiếm miếng ăn như chính quyền hiện nay. Tường giải phóng đôi. Chúng tôi không... đi làm thuê để kiếm miếng ăn, không ai có quyền cấm việc đó. Chính quyền sẽ bắt các ông bà phải ở nhà. Thế chính quyền này là phát xít à? Không, vì không là phát xít mới không cho phép ai được quyền chết đói, chết lúc nào không hay. Nghe ông bí thư, tưởng là vỡ bụng đến nơi. Bà con nhìn nó ruộng mà xem, khoai lang chỉ toàn giải, ngô chưa vào hạt, lấy gì mà chống mà cứu đói? Xốc đất để mà ăn với nhau à? Thưa ông chủ tịch, gia đình chúng tôi chết đói, ai chịu trách nhiệm? Chính quyền xã sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trách nhiệm về chỗ nào? Bọn tôi còn sức lực, bọn tôi còn làm thuê để kiếm miếng ăn. Các ông các bà còn sức thật không? Sao lại không? Tốt lắm, còn sức. Ngày mai các ông các bà mỗi người đi gánh về cho xã một tạ giống. Gánh cho xã thì chịu. Có lẽ nói đùa với các ông các bà như thế là đủ rồi. Tạ giống mà ngày mai các ông các bà đi gánh về chính là tạ thóc cứu đói cho gia đình các ông các bà đấy. Đà đảo là đói, đà đảo làm thuê, đà đảo, đà đảo. Lao động Việt Nam muôn năm. Alo, alo. Trong không khí tưng bừng nhộn nhịp phấn khởi, xã ta bước vào giai đoạn lịch sử mới. Nó như những cây non đâm chồi nảy lộc, tiêu biểu cho mầm non ấy là những em thiếu nhi đã được vinh dự cấp trên xét tặng đội viên thiếu nhi tháng 8 đầu tiên của xã nhà. Đề nghị đồng bào nhiệt liệt hoan nghênh bằng những tràng pháo tay giòn giã. Nhưng mà bạn ấy công tác phải tốt, không xứng đáng. Chăm học, học giỏi nhưng vô đạo đức, thái không xứng đáng. Nhanh lên em. Thằng này chê vợ không xứng đáng. Em nói gì? Bạn Sài chê vợ không xứng đáng là thiếu nhi tháng 8. Em nói như thế là vô kỷ luật. Em Sài đã được tất cả đoàn thể lựa chọn, chăm học, học giỏi, công tác độ tốt. Còn chuyện vợ con, em Sài sẽ phải tự biết lo vai trò gương mẫu của mình. Có đúng không Sài? Vâng. Em đã thuộc lòng chưa? Có chắc không? Anh yên tâm, em thuộc rồi mà. Kính thưa các bác các chú, hôm nay trước mặt toàn xã, chúng cháu hứa sẽ xứng, hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng của các bác các chú. Tốt rồi. Chống lên! Chắc chưa Sài. Các bác các chú cả xã rất hãnh diện về cháu. Này, hứa là phải yêu vợ nhá. Con đi Sai. Thưa các bác các chú, cháu xin hứa sẽ yêu vợ suốt đời. Sai, sao bạn không mang cái bài nào học thua? Chào thầy mẹ. Con chào thầy mẹ. Nhân ngày sẽ tội vong nhân, vợ chồng con có chút lòng cảnh.
đưa lên bàn thờ ông bà. Dạ vâng. Thưa thầy mẹ, con xin phép, con bận đi gọi họp. Vẫn phải kiên nhẫn con ạ. Không thể nào người ta dám dùng bỏ con đâu. Sai, vào mày đâu? Đây là Sai ơi. Sao đâu mày gà? Đâu về mà gạt ngô? Nó sợ vào nó. Chúng mày ơi, đi thôi. Chán thằng này. Mày ra đây với tao. Tuyệt ơi, mang thầy cái từng ra đây. Tuyệt, Tuyệt. Sai. Ai bắt thằng Sai ô tôi với, trời ơi là trời. Mày đừng hòng ngắc mặt về cái nhà này nữa. Mang thằng về nữa. Trời ơi. Con xin phép thầy mẹ cho con về nhà con. Không đi đâu cả, cứ ở lại nhà. Con xin phép thầy tha cho con về. Ok, thầy đã bảo rồi mà. Không đi đâu cả. Sai đâu vậy? Gì cuốn này thế? Chuyện gì? Thằng Sai đi đâu mà phải tìm? Sai ơi, Sai mẹ ở đâu? Tính ơi, đi. Sai, đi tìm ngay nhà Tính về đây. Này, Tính ơi, đi. Tính vợ chồng thằng Cả đâu? Bảo nó về đây, đi tìm khắp mọi nhà để mang nó về. Trời ơi, đi nhanh lên, trời ơi là trời. Thằng cu này dắt hộ tao cái xe đạp về nhà. Thằng cu lại khổ thế này. Các bà ơi, các bà giúp cho, các bà tìm hộ thằng Sai với. Lấy cái này đi cho khách chơi, đi. Anh Cả đấy à? Có thấy nó không? Thấy quái gì đâu. Thế thì đi đằng này. Không. Anh Cả đi đằng kia, chị Cả đi đằng này. Cứ dính vào với nhau như keo thế. Rồi, bà đi với ông đi. Mình ơi. Mình nha. Từ kiểu ngã. Kìa mẹ Tính. Đi tìm đằng này. Nhanh chân hộ tôi một tí nào. Chú Sai. Nhanh chân lên. Ai đấy? À chú, con tưởng ai? Anh vô ý thức lắm. Ra chú vào. Ngày mai ngày kia cả làng cả tổng người ta làm ầm ĩ lên rằng gia đình nhà anh Tính cán bộ huyện, cháu ông Hà huyện ủy, bí thư xã hạ vị, cãi nhau, đánh nhau ầm ĩ suốt đêm, thì gia đình mình ra cái mặt mo. Dạ cháu vừa về đã thấy. Thế thế nào? Anh không được quên vai trò của anh, của người cán bộ hoạt động cách mạng, của một đảng viên. Việc thằng Sài đuổi vợ nó ra khỏi nhà, đây là việc của trẻ con. Bố và anh đánh chửi thằng Sài, đây là việc của ông lão phong kiến hủ bại. Lẽ ra anh phải giải thích cho bố mẹ anh thấm nhuần đường lối chính sách mới. Còn thằng Sài phải rèn nó ngay, không là mất chân đội viên tháng 8. Tí tuổi đầu đã cãi nhau với vợ con, mất đoàn kết. Đấy là tôi chưa kể đến cái chuyện bình đẳng nam nữ. Nhà nó mà kiện là mình mất hết, cả anh cả tôi ra mặt mo. Thằng em anh đợt này là phải cho nó mấy cái bạt tai, chị nó không được hôn. Vâng. Nhưng mà có đánh thì cũng phải kín, không rồi người ta làm ầm ĩ lên cán bộ mình không gương mẫu. Chủ yếu là đe nẹt thôi, rồi báo cáo với giáo viên, với phụ trách, kiểm điểm nó ở lớp, ở đội. Đừng làm ở Mỹ lên. Chú cháu đứng ở chỗ tối này làm gì cho nó khổ. Đi vào trong nhà mà ngồi. Vâng ạ. Mẹ anh biết chưa? Dạ chưa. Mẹ cháu đi chạy ve gạo cả ngày giờ mới về. Về ngay giải thích cho mẹ anh hiểu, không lại làm ầm ĩ lên nữa. Vâng ạ. Mày ở đâu con ơi? Ba hôn mày vía thằng Sai. Ở đâu thì về với mẹ.
Mày anh ơi, nói là tôi dặn đấy. Vâng ạ. Ở đâu đi về với mẹ con ơi. Quý, thầy có ý kiến gì thì nói đi. Với tất cả mọi người trong gia đình đều phải ghé vai mà làm. Tôi rất khổ tâm. Mọi chuyện xấu xa của gia đình đều đổ lên đầu tôi. Thiên hạ người ta chỉ biết bố hay mẹ đồng chí Tính, anh hay em anh Tính là đảng viên, chứ ai có thể thay tôi nhận lấy sự sỉ nhục. Cũng chẳng ai muốn thế làm gì. Nhưng chuyện nó đã xảy ra rồi. Bây giờ có bà, có các anh, các chị ở đây, nhất là có cả anh Tính. Ta thử bàn kỹ xem, sang xin lỗi người ta để cho con nó về. Tôi chả biết gì phải xin xỏ ai cả. Thì con mình đuổi người ta đi mà. Chắc thì cái thằng bé hỉ mũi chưa sạch ấy. Ai biết đấy là đâu. Nhưng mà con dại cái mang. Thế tôi hỏi, cớ gì thấy con bé về nhà bố mẹ nó không biết bảo ban dạy dỗ nó về với chồng con? À, ra nhà nó quen thói dựa hơi tây, hà hiếp thiên hạ, muốn bỉ mặt ai cũng được chứ gì. Bà nói vừa vừa thôi, còn người này người khác người ta nghe đấy. Cứ giữa dạ tôi nói, chả việc gì phải giấu giếm vụng trộm. Ý thằng cả thế nào? Thì tôi định thế nào cũng được. Thầy hỏi nhà con thì như hỏi bức bách ăn thua gì. Còn anh Tính, chú Sài đuổi Thím Tuyết không có gì đáng phải làm âm lên. Ta làm như thế là chưa đúng. Thím Tuyết bỏ đi là sai. Nhà thím ấy im lặng thờ ơ là sai, rất đáng trách. Tôi thấy mẹ đã nói lên tất cả nỗi bực tức của nhà ta. Phải tỏ thái độ như thế mới đúng. Họ vẫn quen như trước đây, còn bám được gót thời Tây, không coi ai ra gì. Được, tôi sẽ có cách để nhà họ phải mở mắt ra. Nhưng trước mặt ta phải xử sự khác. Ta không thèm chấp vặt, không thèm đôi co, xem ai đúng, ai sai. Không thèm đợi họ phải nói trước. Thế anh bảo nhà mình phải đến nói trước với họ à? Nhà Tính. Dạ. Ngày mai đưa chú Sài sang. Sài, chỉ cần nói một câu, con đã chót dại đuổi nhà con đi. Con xin lỗi ông bà, cho nhà con về. Chỉ cần nói thế rồi về. Không phải đi đâu sắc. Nhưng con không đi đâu. À, thế hả? Thế liệu Sài còn muốn mất đội viên tháng 8 không? Cả xã trong mấy trăm đội viên mới bình được 5 em tiêu biểu trong đợt vừa rồi. Mà nếu không có tôi với chú Hà, đã chắc xài được đấy. Nào, nói đi, rút khỏi đội viên hay là tìm vợ về? Khốn khổ, sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Sai, cố lên em. Chị sẽ đi với em. Thế ngộ nhỡ? Mẹ không ngộ nhỡ gì cả. Mai cứ thế làm, không bàn gì nữa. Khuya rồi đi ngủ, hơi sức còn để mà lo việc khác. Sai đi học. Mm-hmm.
bọn mình cố gắng kiên trì mà ôn cả thế nào. Từ ngày thành anh bộ đội, tôi tránh xa kẻ tôi ghét, nhưng lại không thể tới gần được người tôi trộn nhìn, thầm nhớ. Tôi chẳng có ai để chia sẻ cả. Nhật ký giúp tôi ghi nhớ những ngày tháng khổ sở này. Ngày 24 tháng 3, hôm nay Hương đến. Hương nũng nịu: anh ở đây, các bạn em rất quý anh. Một đội càng gian khổ, chúng em càng thương. Anh em trong đại đội cứ tấm tắc: không ngờ cậu Sài có cô người yêu tuyệt vời thế. Ai cũng quý mến, săn sóc Hương. Anh em gọi Hương là cô dâu của đơn vị. Ngày 7 tháng 4, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của đời tôi. Tôi vui sướng vô cùng. Tôi vừa nhận được tin là ở nhà, những người thân yêu đã nhất trí cho tôi được ly hôn với cô Tuyết. Và như vậy, từ bây giờ, tôi và Hương được hoàn toàn tự do. Ngày 8 tháng 4, hôm nay tôi bỏ trốn khỏi đơn vị, đã lâu bật tin. Nhớ Hương quá, tôi định về thị xã gặp Hương xem tình hình thế nào.
Đặc biệt, ở đại đội 12, tiểu đoàn 9 đã xuất hiện tư tưởng nằm ì, thoái thác nhiệm vụ trong chiến sĩ. Chiến sĩ Giang Minh Sài đã có vợ nhưng vẫn quan hệ bất chính với một phụ nữ khác, có ý định đào ngũ, đã ghi trong nhật ký rất bậy bạ khoác lác, có đoạn mang nội dung tư tưởng phản động. Thế cậu ấy đã làm điều gì như ghi trong nhật ký chưa? Báo cáo chưa? Chúng tôi bảo nhau, thằng cha này cũng tưởng tượng ra nhiều cảnh nên thơ lắm, nhưng toàn mùi tiểu tư sản viển vông. Vâng, viển vông. Nếu không kịp thời ngăn chặn, nó sẽ thành sự thật. Ý thức lao động và học tập của cậu ấy như thế nào? Báo cáo, cũng chưa có biểu hiện gì xấu. Nghĩa là sao? Thưa, nghĩa là ngày nào cũng được biểu dương là chịu khổ, hăng hái nhận việc nặng nhọc. Ngoại trừ hai ngày hôm nay thì chùm chăn, báo cáo bệnh, xin nghỉ. Đơn vị xác định là ốm tư tưởng. Chúng tôi đã cho cách ly để khỏi ảnh hưởng đến các chiến sĩ khác. Đồng chí ngồi dậy. Xong rồi. Bệnh tình thế nào? Báo cáo bị suy nhược cơ thể và sốt cao, có thể do bị viêm phổi. Thế có biểu hiện của bệnh tâm thần không? Báo cáo không. Xin đề nghị cho người cáng đồng chí đang ốm lên trạm xá trung đoàn. Ừ. Anh Sai. Gì cơ? Em bảo chưa được đọc cơ mà. Em thu quyển sách ấy lại cho mà xem. Anh Sai này, sao anh không ghi thư bảo chị ấy ra đây thăm anh? Chị ấy đang bận, sắp tới học kỳ rồi còn gì. Eo ơi, đang đi học đã lấy chồng á? Chị bằng tuổi anh mà, chị học giỏi văn và hát hay lắm. Thế thì viết thư hay phải biết. Thư nào của chị anh cũng thuộc từng chữ. Ôi, thích nhỉ. Lúc nào anh đọc cho em nghe một đoạn nhé. Tôi là Trung Úy Hiểu, trợ lý văn hóa của trung đoàn. Cậu muốn có điều kiện học thêm không? Ôi, được thế còn gì bằng. Nói thật với anh, học đối với em là nỗi khát khao từ bé. Tôi sẽ đề nghị với thủ trưởng để cậu về bổ sung cho tổ giáo viên văn hóa chuyên nghiệp của trung đoàn. Ngoài những buổi dạy, cậu sẽ có rất nhiều thời gian để học. Ôi, em cảm ơn này. Trời ơi, cái sắp chữa phát còn đứng đấy mà hỏi à?
Thầy mẹ đã chạy hết mọi thứ chưa? Đây quay sắp vỡ rồi. Mày vào đây bây giờ chết với tao. Lại biến mất hút rồi. Thật nhà vô phúc. Kìa, ông đồ ơi, ông lại đi đâu rồi? Trời đất ơi, tôi đã bảo ông cứ để hai quyển sách đấy. Nào. Yêu thế Hương, sang bên kia sông tìm người bạn. Nước đang to đấy. Nước to mới phải đi tìm. Đi với tôi đi. Hay là Hương lên đây chơi, đợi Bắc Kiên về, có thuyền của bác tôi đưa Hương đi. Có lâu không? Chưa biết, chắc cũng nhanh thôi. Định khi nào thì Quang lên để tôi còn về rước khách. Vào trong lều cho đỡ nóng. Làm gì thế anh Dài? Không khát đâu. Hay tôi luộc mấy bắp ngô cho Hương ăn nhé. Hương có đói đâu mà. Liệu bác Kiên có về không? Hay là tôi bây giờ đi quay, thế nào cũng có thuyền ở đấy. Hương không ở đây một mình đâu. Sài không muốn Hương ở đây phải không? Sao Hương lại nói thế? Từ lúc Hương đến, Sài cứ như thế nào? Có những lúc ngồi ở đây một mình, tôi chỉ muốn Hương ở đây. Anh cũng mơ mộng thế kìa. Tôi biết thế nào Hương cũng cười tôi là viển vông mà. Thế anh chàng đã có vợ rồi. Thôi, Hương ngồi đây. Anh đi đâu? Tìm cây chối, canh đây, đóng bè đưa Hương đi. Thôi, anh ngồi xuống đây. Hãy động đến chuyện vợ con một tí. Anh biết là Hương đùa mà. Hương ác lắm. Đúng, Hương ác. Nhất là trong tình cảnh của anh, Hương biết cũng khá rõ. Mặc dù chúng ta chưa nói chuyện với nhau, các bà trong làng và làm nhà Hương kể hết đấy mà. Anh khổ thế kìa. Kể ra tội cả cô ấy cũng chẳng sung sướng gì. Nếu hai người cùng khổ sao không tìm cách giải quyết? Nào chỉ tôi và cô ấy, còn bố mẹ, anh em chú bác, cả chính quyền đoàn thể. Vì thế khi chú tôi bảo người ta sắp thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, tôi đã xin được đi đợt đầu tiên. Vậy chính anh đã quyết định. Tự anh không học tiếp à? Có học tiếp thì đến kỳ tuyển bộ đội tôi cũng đi. Hôm xuống thị xã xem kết quả thi, thấy hai đứa cùng đỗ, ngỡ là anh và Hương còn được học chung với nhau. Anh biết không,
Từ sáng sớm em đã đi dọc theo bờ đê mà không thấy anh. Em lo vặt hoảng lên, lại nghĩ quẩn nữa. Việc anh bỏ học em cảm thấy nó tuyệt vọng làm sao. Mày có người bảo em thử ra đây. Anh nghĩ gì mà buồn thế? Nghĩ về quê tôi sao khốn khổ quá. Quê mình chứ anh. Hương ở trong đây mà. Anh không gọi em được à? Hương. Dạ. Có thật là Hương, là em đi tìm anh không? Hương ơi, em có yêu anh thật không? Trời ơi, ai ngờ kinh khủng hơn cái trận lụt vừa rồi. Nhà người ta là cái chỗ nho nhã tử tế. Không may cái hạn nó đến, biết làm thế nào? Hạn hán gì? Ông ấy làm như thế là bôi do chất đấu vào mặt cả Lam cả Tổng lên chứ hạn hán gì? Rất buồn phiền khổ tâm và lo lắng thật sự chú ạ. À. Chị ơi, lấy được dấu chưa? Mai, ông hẹn ngày mai. Mai lại trở lên ấy. Anh không thể cứ non đốt mãi được. Thế chẳng những ngày bây giờ anh cứ để người ta muốn làm gì thì làm à? Phải rửa nhục cho gia đình nhà mình và giữ lại uy tín cán bộ chứ. Anh nên nhớ thằng Sài đã là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Việc gì cũng phải xem xét kỹ càng. Việc gì cũng phải lãnh đạo. Mà đã có ai trực tiếp hỏi gì đương sự chưa? Chính thức thì chưa. Nhưng chắc chuyện con em mình là có thật. Chú bảo phải làm gì bây giờ? Tại sao anh không đến đây đọc chị đọc? Dư luận bôi nhọ thanh danh gia đình nhà mình thì lại chính dư luận sẽ phải rửa sạch tất cả. Anh về báo các cán bộ xã đến ngay nhà anh và cho gọi luôn cả kẻ đã tung tin này. Dạ. Thế còn thằng Sai ạ? Cứ tiếp tục liên lạc đã. Dạ. Vâng. Thế cháu đi ạ. Chúng tôi ở trong xã, nhất là ban thông tin, rất buồn phiền về chuyện này. Cũng đã cố gắng lắm, làm bao nhiêu việc cho nó êm đi. Nhưng vì nó lớn quá, may mà ông ở tỉnh về. Ai là người tung tin này? Tại sao các đồng chí không cho bắt ông ta? Chứng nào vẫn tật ấy. Anh còn nhớ, trước đây tôi đã tha cho anh mấy vụ rồi không? Dạ. Thế mà ông lợi dụng lúc bà con lụt lội chạy đi, ông quay lại vơ vét. Tôi chỉ nói riêng hôm ấy, nếu thằng Sài không hô hoán đuổi, ông đã tẩu tán không biết bao nhiêu của cải của dân. Thưa không có. Quả thật là tôi có nhìn thấy anh Sài. Các đồng chí, ai đã trực tiếp gặp anh Sài để hỏi về chuyện này chưa? Đúng lão này. Đúng là đi ăn trộm, bị đuổi, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng. Dạ thì cán bộ, nhà trong chỉ cho
dại bẻ một bụi chuối tiêu của nhà trường sắp bị ngập nước. Còn những việc khác, ông còn cái tội không thành khẩn hối cải, rồi công an xã sẽ có cách làm cho ông nhận hết. Tôi sẽ cho dù kích khám nhà ông, rồi có khi lại còn nhiều chuyện khác nữa. Chi hội phụ nữ sẽ bắt vợ ông phải giáo dục ông, đi vu oan giáo họa cho người ta toàn những chuyện bậy bạ bẩn thỉu đồi bại. Lão giả mất nết thất đức. Tôi sẽ cho phát thanh ở tất cả các xóm nói về tội lỗi của ông, để toàn dân phải luôn luôn cảnh giác với những hành động trộm cắp, phá hoại, tung tin nhảm, mắc mưu địch. Báo cáo anh Hà, ở trên tỉnh chắc anh đã được biết, chúng tôi cũng vừa được phổ biến, hiện nay bọn Mỹ Diệp tung gián điệp dở mọi thủ đoạn xảo quyệt phá hoại ta. Việc ông này tung tin bịa đặt làm mất uy tín của đồng chí Sài, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, có khi cũng là do âm mưu kẻ địch. Ta phải thẳng tay trừng trị bọn phản động. Xin cậu tha cho nhà con. Tôi biết ý chú muốn rửa nhục cho gia đình, nhưng đừng làm hại đến người khác. Các cụ xưa đã dạy đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chú và anh Tình đang làm việc phải nghĩ đến lúc lui về. Ai rồi cũng phải già yếu, ăn ở phải có cái đức về sau. Tôi cũng định nhắc anh ở nhà nhớ nói với các cậu ấy, đừng làm gì quá đáng với lão ta. Dạ vâng ạ. Các thủ trưởng chỉ cần cố gắng giải bài này cho lần sau và dựa vào những phương thức đã học của ngày hôm nay và những ví dụ em đã cho. Em chào các thủ trưởng. Tốt lắm. Được đấy. Thanh ạ. Được đấy. Đúng là cậu đã ngày càng tiến bộ rõ rệt. Giảng bài trơn tru dễ hiểu và giải đáp được tất cả những thắc mắc của học viên. Các học viên của cậu giờ cũng đã có một ấn tượng khác. Nhớ là chỉ mấy tháng trước, họ đã phản ứng như thế nào? Họ bảo là khinh thường họ, cho thằng trẻ con tâm thần dạy dỗ như anh đã từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Chúc mừng cậu. Nhưng mà bỏ bớt thưa các thủ trưởng đi. Thủ trưởng đâu ra mà lắm thế? Anh đã bảo em rồi, nhưng mà em thấy khó quá. Vì các vị ấy đều là sĩ quan cả, lại có cả anh hùng chống Pháp nữa. Biết rồi. Nhưng tất cả họ ngồi đây đều là học trò, còn mình là thầy, không việc gì phải khúm núm xung xoe. Vâng. Cứ đàng hoàng mà dạy. Anh nào không chịu lắng nghe, không chịu học, cứ phê bình thẳng thắn nhé. Vâng. Nhưng hôm nay mình đến để nói với cậu chuyện khác. Vâng. Mình đã gửi đơn đi bê của cậu lên cấp trên rồi. Vâng. Cậu phải kiên nhẫn. Vâng. Những người đi bê phải được chọn lựa. Hàng vạn, vâng, hàng trăm ngàn lá đơn đều chân thành sôi sục cả. Vâng. Nhưng bọn mình rất trông vào cậu. Chỉ có điều là cậu phải kìm nén lại tất cả để mà phấn đấu đã. Vâng. Bọn mình đang đề nghị giới thiệu cậu vào diện cảm tình đấy. Em cảm ơn anh ạ. Xã Bái Ninh, xã Hạ Vị đã vào hợp tác 100%. Ở các xã trên, cứ hai gia đình thương binh liệt sĩ được một cái chăn bông, còn nhân dân thì 10 gia đình một cái, đúng theo tiêu chuẩn 1/2 và 1/10, 1/2 và 1/10, 1/2 và 1/10. Xã Hạ Vị
đã vào hợp tác trăm tất phần trăm tất tất phần trăm. À, trăm phần trăm, trăm phần trăm. Bản tin đặc biệt, lần đầu đế quốc Mỹ hành động khiêu chiến. Oanh tàng, trà đũa, vịnh Bắc Việt. Sai đúng rồi, ra chưa đã chờ, có khách vừa đến. Phản lực, Quảng Ninh, Hòn Gai. Thôi, cậu chuẩn bị mà đi đi, lúc nào bọn mình kéo nhau ra chơi. Bắn rơi, leo thang. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người nhi một tình nguyện cầm súng, sẵn sàng hy sinh như tổ quốc, cho đồng bào miền Nam, tất cả vì đồng bào miền Nam ruột thịt. Chị cảm ơn em. Sao em không cho áo trong vào quần cho nó gọn? Ở quê em người ta cứ để thế cho nó mát chị ạ. Muốn mát thì mặc áo ngoài không cũng được. Lèo ơi, thế thì nó thổng thổng cho quỷ đó. Em chịu. Có chung đội đến kìa. Đúng là nhà em rồi chị ạ. Em về các chị nhá. Em về nhá. Vâng, về nhá. Cô về nhá. Nhà mình đằng này anh ơi. Ở đây này. Lâu quá không về thăm nhà. Không biết cái mái nhà đã lợp lại được chưa? Em nhờ hàng xóm rồi. Thế à? Thế còn ông Quỳ, ông Quỳ thế nào, có khỏe không? Cho em mượn, em bổ quả chanh pha cho nhà em pha nước. Có, có đây. Thế chú ra rồi hả? Mời bác sang chơi, nhà em ra rồi bác. Nhà lấy cơm sớm để tối đi xem phim đấy. Dạ vâng, ngoài đến có phim đấy bác ạ. Không biết nhà em có rỗi để đi không? Có gì em sang rủ các bác đi cùng nhá. Thế đi xem phim không ở nhà thì biết chồng. Còn ở đây những ba đêm. Lo gì à các bác? Này, nghe bảo vợ anh Sài học giỏi và hát hay lắm đấy. Chắc nói chuyện có duyên phải biết. Thế mà Sài còn phải mơ mộng cô này cô kia nữa chứ. Và em cũng xin báo cáo với các bác, làng em đã vào hợp tác tất tật phần trăm. Chắc là trăm trăm đấy. Vâng, tất tật phần trăm đấy ạ. Hai gia đình thương binh liệt sĩ được một cái chăn bông, còn nhân dân 10 gia đình một cái. Đúng tiêu chuẩn, 1 phần 2, 1 phần 10 đấy. Vâng, 2 phần 1 10 đấy ạ. Có lợn không thả rong ngoài đầy đường đầy ngõ nữa. Mà lợn đã có chuồng thì người lớn trẻ con, ông già bà cả cũng phải đi vào nhà xí, không được vấy vá bậy bạ như trước nữa. Không được vấy vá bậy bạ như trước nữa. Tôi sợ các ông thật đấy, có thế mà cũng cười được. Tất cả phải cố nén lại mà. Cần nhất phải tránh mang tiếng, học hành tiến bộ mà chê vợ quê mùa. Hình như phim chiếu ngoài bến xe tối nay hay lắm. Đi nhá. Cô thích thì cứ đi. Tôi đang bận học. Ngày mai mỗi ít cua bể về ăn. Nghe bầu bổ lắm. Có tiền thầy mẹ cả hai nhà cho đấy. Tôi không thích cua. Thế anh có thích tôm he không? Tôi lạy cô. Để yên cho tôi nhiều một tí. Sao bây giờ cô nói nhiều thế?
con vợ lẽ nên không được học hành. Lớn lên đi làm dâu phải theo học lớp bình dân học phụ buổi được buổi cả. Học 10 trường thì rơi vãi tam chi. Biết rằng hồ tệ với chúng bà, nhưng vẫn làm dâu con. Em không dám than thở cùng ai. Từ ngày anh đi bộ đội, chị em bảo anh chê em là vì em quê mùa, ít nói cả thế. Em đã phải học ăn học nói. Có những chuyện thời vụ làm ăn cho lỗi mơ, em không hiểu nó là cái gì. Mà em cũng cố luyện để không ai có thể chê của em là đần độn, thua chị kém em. Ra để tiếp chuyện với bạn bè của anh, em không thể không lên nỗi nào. Sao cô cứ cấm đi còn dỡ nhục. Chưa cho còn trẻ lo gì ạ. Mình đi báo ơi, chúng tôi đón đi giờ. Anh có gặp đồng chí Sài không? Việc gì đấy? Anh nhắn Sài ra cổng gặp người nhà tên là Hương. Tôi là Hiểu, là người phụ trách trực tiếp của đồng chí Sài. Không may là đồng chí Sài lại vừa đi công tác sáng nay. Có lâu không anh? Cô ở đây thời gian bao lâu? Độ dăm ngày. Bọn em nghỉ hè gần đây. Có lẽ là không gặp được. Sài sẽ đi hơn một tuần nữa. Chỗ anh ấy công tác có xa không ạ? Cũng hơi xa. Anh có thể làm ơn chỉ giúp em đến đây. Chú quân sự chắc là không thể vào được. Em là Hương, em anh Sài ở quê. Khi nào anh ấy về, anh nói dùm có em đến thăm. Vâng, tôi sẽ nói. Hôm trước, chúng tôi có được gặp chị dâu của cô. Vợ đồng chí Sài có cho chúng tôi biết là quê ta năm nay được mùa lắm. Nhờ anh đưa dùng cho anh Sài. Thôi, em xin phép anh ạ. Chúc các cô những ngày hè vui vẻ. Cảm ơn anh. Dưới này chờ xe. Chào các bác. Các bác có về Hà Nội không ạ? Chào các cô. Các cô có về Hà Nội không ạ? Vâng. Cô làm ơn cho tôi gửi lá thư này về gia đình được không ạ? Được, em sẽ cầm về. Vâng, cảm ơn cô. Anh ở đơn vị nào vậy? Tôi ở trung đoàn bộ. Anh ở trung đoàn bộ, đã thấy anh Sài về chưa ạ? Sài nhà, chứ đi đâu mà về? Sài văn hóa cơ. Sài Hương chứ gì. Mà tại sao gọi là Sài Hương ạ? Chẳng biết cô Hương câu khói nào đấy, đã uống từ bao giờ, mà đêm nào cũng viết nhật ký về cô ta. Vì cả hai người, tưởng tượng cũng cảnh thật mê ly. Thấy lam màng viển vông quá, anh em trong đơn vị liền cạo trong một trận nên thân. Phải vào bệnh viện cấp cứu đấy. Thế bây giờ anh ấy còn mê cô Hương không ạ? Trong lòng dạ cậu ta, ai mà biết được. Này, nói khẽ là cô biết nhá. Hôm trước, vợ ra thăm, cả ba đêm liền chỉ ngồi cầm cụi đọc sách. Mình nói thế thôi, chứ cậu ta cũng kín lắm. Với lại, cũng chẳng ai đấy gì cả.
Và lại cả đơn vị ai cũng quý mến cậu ta. Dạy đã giỏi, hết dạy lại tăng gia, phân do tưới tắm, đêm về lại cắm cụi vào học. Thành ra chẳng ai nghĩ cậu ta là người không đứng đắn cả. Diễn cặp tình sắp được đi bê đấy. Thế cô ạ, sao bảo anh Sài đi công tác cơ mà. Thế chẳng nhẽ tôi bay nghe về cắm cậu ta ăn đây để chứng minh như cô biết à? Có phải Sài đúng như lời tôi kể không đã? Xin lỗi, thế cô là thế nào với Sài? Là em ạ. Vậy là cô về không gặp được cậu ta. Tôi cũng đang đợi một chuyến xe khách, thời gian không còn bao lâu nữa. Hay là để tôi chạy vào bảo cậu ta đạp xe ra ngay nhá. Thôi cảm ơn anh, xin anh đừng phiền, xe của bọn em cũng sắp đến giờ rồi. Thôi vậy chào hai cô. Chào anh ạ. Xe chờ mấy. Chẳng nhẽ anh ấy không muốn nhìn mặt tao. Cậu uống nước đi. Tình vợ con thế nào? Dạ báo cáo vẫn như cũ ạ. Nghĩa là thế nào? Dạ báo cáo thủ trưởng, tôi không chê cô ấy nhưng vẫn thấy khó nói chuyện với nhau ạ. Thế thì không được rồi. Cậu nhớ mình là cơ quan chính trị, mà vô chính trị thì không được đâu. Sai này. Dạ. Hôm vừa rồi ở bến xe đỡ quen một cô sinh viên, cô nói là em gái cậu. Nhìn xem thái độ tớ biết. Anh chỉ đùa em. Tớ mà đùa, cứ chơi đánh tớ mà không biết đứa nào nói cậu. Đi đi công tác đi chứ. Sai à, lát nữa xong vào rủ mình đi lang thang chơi nhé. Vâng. Chính mình là người đã nói dối Hương. Cô nhờ mình đưa cho cậu. Sài không muốn hỏi tại sao mình lại nỡ làm một việc độc ác nhẫn tâm đến thế. Không, không ạ. Em đâu dám trách việc anh đã làm. Nghĩ đi nghĩ lại, thế trách nhiệm của mình lúc này không thể làm khác được Sài ạ. Trước đây người ta đã lang máng chuyện của hai cô cậu. Cố đừng để cho nó vỡ ra thì chả còn gì. Dù Sài có tài hoa đến đâu cũng không thể chấp nhận được. Nếu viết thư cho Hương có được phép không anh? Về vấn đề gì? Theo mình, hãy im lặng đã Sài ạ. Đến bao giờ anh? Mình hỏi thật, Sài có thật sự thiết tha vào đảng không đã? Sao bây giờ anh vẫn phải nghi ngờ em về chuyện đó? Vì mình sợ, cứ bắt Sài phải cố thực hiện một việc mà Sài thấy khó quá. Sài đã nói thì mình đề nghị thế này. Từ nay Sài phải cương quyết cắt đứt quan hệ với Hương. Theo mình chuyện này nó rắc rối rồi đấy. Em sẽ cố gắng làm theo ý anh.
Anh về nghỉ kiểu mệt. Em về sau. Hồi ra chiêu đãi. Khi hồi ra chiêu đãi ạ? Thì chúng em vẫn vui vẻ với nhau. Còn chuyện khi chúng em còn đã lo rồi. Kìa mẹ, sao mẹ lại để đồng chí ấy ngồi một mình với Thím Tuyết? Thì bác cứ xả xuống. Vừa sắn tay áo vừa mời khéo tôi lên đây. Hả? Mẹ cứ để con với Thím Tuyết làm. Thì chẳng nhẽ tôi ngồi chờ thôi. Lên uống nước đồng chí ạ. Mặc em nó làm. Đồng chí cứ để mặc tôi. Cô chiếc học ở lớp thi sản, cô biết không? Em cũng nghe đồn có cô này cô kia, nhưng cô túm được hai tay được chắc thì em coi như không. Nhưng chắc chưa có chuyện gì. Mẹ mày xuống làm với Thím Tuyết hộ tôi đi. Coi như bây giờ mới lừa được con. Xuống xem Thím xảo nấu thế nào. Tôi bảo bố nó này. Người ta cốt về để điều tra em mình. Mình làm thế thành ra có tật mới giật mình. Chú Sài không có tội, nhà mình không ai vướng mắc. Có rắc rối là do liên quan đến bố, đến anh của Thím Tuyết. Tôi ngờ rằng dạo xưa gia đình Thím ấy có tính toán, biết nhà mình có người đi làm cách mạng. Chứ lúc ấy gia đình khá giả, ai lại đi gả con gái đã lớn cho chú Sài còn bé, dù là con vợ lẽ. Nếu bây giờ Thím Tuyết lại bôi bác chú Sài chê vợ, chú Sài hắt hủi lạnh lẽo với Thím ấy, để chú Sài mất đảng thì bố nó cũng đừng tiếc gì. Cho chú bỏ quách đi. Thầy mẹ mình cũng thấy dại. Tại mình làm khổ con mình. Thầy mẹ không cấm chú ấy nữa đâu. Bố nó liệu xem thế nào mà lo cho em. Tôi cấm mẹ mày mà hở ra với ai. Nhất là chú Sài. Rằng mọi người sẽ cho chú ấy bỏ vợ. Cái mấu chốt là đơn vị người ta đang xem xét vấn đề vợ con nó. Nó có xử sự đúng mức với đạo đức nhân phẩm của một người cách mạng không đấy. Bác xin nước. Mời bác xây nữa. Vâng. Dạ, mời các bác xây thêm hoa quả ạ. Xin mời. Dạ. Vâng. Thôi, để xin phép làm việc một lúc với các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy xã. Tôi xin các bác ạ. Vâng, xin chào. Mời chào các bác ạ. Cậu đi ngủ trước đi, vào buồng hơn. Cô ấy vất vả, cậu phải thương người ta. Thank you.
Thế nào? Vui vẻ chứ? Đất nước ta đang cần những người tài, rất cần. Anh em ai cũng tin rằng cậu có thể tiến xa. Ai cũng sợ nó có chuyện không hay xảy ra làm hỏng mọi việc. Vì thương yêu cậu cho nên mới lo. Đừng để cái chuyện không đáng gì phá hết tương lai của mình. Kể ra thì có thể không hợp với cậu đấy. Nhưng cô ấy ngoan, chịu thương chịu khó. Mình đi vắng, cha mẹ già, lúc trái nắng trở rời, không có cô ấy, ai là người trông nom đỡ đần các cụ. Các anh, các chị, ai cũng đã có phần cả rồi. Mình có thể cho cậu biết nhận xét của địa phương tối hôm qua là rất tốt. Gia đình nhà vợ tuy có hơi phức tạp, nhưng người ta đề nghị có thể vẫn kết nạp cậu nếu bản thân cậu phấn đấu tốt. Nói chung, còn lại chỉ là chuyện vợ con. Nếu giải quyết chuyện này êm thấm, việc vào đảng của cậu coi như là xong. Trước khi đi, cậu đã hứa với tôi. Thôi, thủ trưởng yên tâm, tôi sẽ thực hiện đúng lời thề. Thế nào, cô vui vẻ không? Dạ. Độ nào thì bác cứ nhà em đi ạ. Sửa soạn xong rồi đi, còn phải ghé qua huyện ủy. Bác ơi, ở chỗ đơn vị trao đội này nóng lắm nhỉ. Lẻo rồi gió nó cứ thổi ùn ùn suốt ngày đêm, em cứ thấy kinh kinh là. Khi nào có gì công tác qua đây mời bác vào chơi với thầy mẹ em. Cảm ơn cô. Cậu phải rất can đảm. Chính bản thân mình cũng không tính đến khả năng này. Đảng ủy vừa phổ biến quyết định không kết nạp cậu lần này, trái với đề nghị của bọn mình. Bản thân cậu rất tốt, gia đình cơ bản, có ảnh hưởng rất tốt.
Duy có mối liên quan với gia đình vợ là hết sức nặng nề, như mình đã có lần đề cập với cậu. Trái lại, quân khu vừa báo là đơn tình nguyện đi về của cậu vừa được thông qua đấy. Bọn mình rất hạnh diện vì cậu. Mình nghe nói sắp tới có thể điều nguyên cả một em một F đi, hay là cậu ở lại khi nào đi một thể nhé. Anh cứ để em đi ngay, em về trước. Sau những giây phút bực tức hờn giận anh, nói mong anh thông cảm, cũng chỉ vì một sự ghen tuông ích kỷ, em thành thật chúc mừng anh đã tìm được hạnh phúc với chị Tuyết. Đã mấy tháng rồi em mới có can đảm viết thư này cho anh, và cũng để báo tin rằng em đã lấy chồng. Nhớ về thăm nhà trước khi đi. Nào, ra với bố tí nha. À, bà yêu nào. Ồ, nội, ô bà yêu táo bà nhà. Ồ, bà yêu táo bà nhà. Ồ, thằng bốn, mẹ thế nào kệ xác nhờ. Ồ, cháu bà đất cần đứa nào cả. Mày, lại chú bảo vào bé em ra cho chú. Mày bé ra nhé.
Kiên, ông Kiên bên lở. Chết rồi còn gì. Mẹ ơi, con viết xong thư cho bố rồi đây này. Viết gì? Con đọc cho chú Sài nghe xem có được không? Con tạo hai tranh thủ viết thư. Ở lớp cháu có một cháu nữa lớn hơn, được gọi là tạo một. Con tạo hai tranh thủ viết thư hỏi thăm bố, tính bố độ đánh. Bố ơi, bố có khỏe không? Con lợn xề nhà ta nó đẹp từ hơn tháng trước. Được cần chính con bố ạ. Bố ơi, bố cho con cái trước mấy nghĩ cái quần đúc màu đỏ ý. Con lợn xì nó xuống được cái hầm xây bằng tường rồi bố ạ. Nó nghe kèn là nó xuống. Con không phải đùn vào đi. Nó như dạo hôm qua nữa. Mấy nghĩ em thu không đã dầm nữa. Em không chơi với con thì con được phần cho cô giáo cho con để dành cho em nó mới chơi với con để mẹ đi tắt nước với mi cả đi bắt cầu nữa thôi bố nhé. Đánh hết thằng Mỹ bố về ngủ với con một tối bố ạ. Giỏi lắm, cháu chú ngoan quá. Cho chú mượn đọc lại nào. Thôi các con chào chú rồi đi học kẻo muộn. Con chào mẹ. Chào mẹ, con đi học. Đi nhá. Đi. Ra đường không được bỏ mũ đâu các con nhá. Vâng ạ. Nhanh lên không muộn. Chị viết thư cho anh, nhưng nói dỗ em lý do vì sao em chưa được kết nạp. Nhà ta không vướng mắc gì cả, nhưng gia đình có tuyết con nợ máu. Vấn đề lịch sử biết làm thế nào, phải có thời gian. Em đã được chọn đi về rồi chị ạ. Trời ơi, sao về nhà đã mấy ngày bây giờ chú mới nói? Nhưng chị đừng cho thầy mẹ biết vội nhé. Để mai em đi hả? Để chị lo. Chị nói làm sao cho mẹ yên tâm hộ em. Được rồi, chú cứ yên chí. Thế còn thím Tuyết? Tùy chị. Ai chứ, anh Tính mà biết được là hãnh diện phải biết. Chú là người đầu tiên trong xã mình được đi bê đấy. Thôi, đợi tôi với. Ra tiễn bố nha. Bố đi nhá. Bố đi nhá. Bố đi nhá. Chuẩn bị xong hết chưa? Có bác Tính ở nhà thì bố cứ yên tâm. Cưới xong thằng chồng mày đi xuất khẩu lao động ngay à? Vâng, tuần sau anh ấy đi. Đúng đợt bố ạ. Thế còn mày ở lại chứ gì? Vâng. Đúng là nhà nó khôn. Cưới mày về để giữ nhà, gạo không tốn bao nhiêu lại sai được. Nó khổ cái thân mày. Hai ba năm lâu gì bố, bọn con còn trẻ,
xa nhau để kiếm chút vốn, mà có khổ cũng sao bằng bố mẹ khi xưa. Cái con này nào, hai đứa mày yêu nhau lấy nhau, tao và mẹ mày đi, bao nhiêu cây đắng mới có mày đấy, cứ tưởng. Việc con có mặt trên đời là hoàn toàn ngoài ý muốn của bố, phải không ạ? Cái con này, đúng là mày chỉ phải mang ơn mẹ mày. Nhất là sau khi đất nước thống nhất, hai vợ chồng ly dị, mẹ mày còn quyết định ở lại nhà ông bà nội ngay cả sau khi ông rồi bà mất, ở vậy nuôi mày cho đến ngày hôm nay. Xong đi sang nhà ông Tuyên lấy cái bàn và bốn kia cái con, tao hỏi rồi. Để đấy, Tuyên, mày sang nhà bác Thả lấy cái bàn, hai cái ghế dài nữa. À, vâng bảo em nó đi cùng rồi mang ấm tách về. Vâng. Liệu có đủ không? Em đã có chạy thêm vài ba món nữa, nhưng không dám đem về sợ mất. Người ta bảo khi nào cần thì cứ sang lấy. Đây là phần của bố nữa. Cô cầm mà lo cho con. Suýt nữa quên, chú Viên cho anh vài chữ, cho cầm sang nhà chú Phúc. À, chú Phúc ở bên kia đê ấy, mượn chú cái đài to. Cần gì? Đấy, không được. Đằng nhà trai họ có loa micro rô, thì ít ra mình cũng phải có cái đài kha khá, không con em mình nó tủi chết. Họ giết bò, mình cũng phải giết lợn. Họ giết lợn, mình cũng phải vài ba con gà. Đấy kia, các bác ở cơ quan chú về chứ? Được, anh sẽ bảo chúng nó dọn một bàn để tiếp các bác ấy. Nhà trai giết nhà gái biết, cả làng cùng biết luôn một thể. Mời cô dâu chú rể lên trên này. Ta chụp mấy kiểu ảnh. Đây đây đây, ta đi lên trên này. Các bạn đứng sát vào nhau đi, đứng sát vào nhau như thế. Đấy, ghé đầu vào. Chuẩn bị nhá. Chuẩn bị, chuẩn bị. 2, 3. Bố ơi, ta chụp với chúng con một bộ. Bố lại chụp chúng con. Nào, cô dâu chú rể xuống dưới này. Đứng xuống dưới, dưới. Anh Sai đứng ở giữa. Anh Sai đứng giữa, đấy đấy, đứng yên hình giữa. Chuẩn bị nhá, tất cả nhìn đây. Ôi, sao chụp ba người? Ừ nhỉ, y mời hai bác gái. Anh Thính ơi, lại đây, anh nói với anh cả đến luôn thể.
Anh cả sang bên kia. Đúng rồi, đấy. Chú Hành à. Nào đứng rồi vào, đứng rồi vào, đứng rồi vào. Đứng rồi vào. Anh tiến lên tí. Chú ý. Chụp nhá. Khoan đã. Mẹ đi mẹ. Thôi con à. Mẹ xin. Chuẩn bị chụp nhá. Đủ chưa? Sát lại gần nhau đi. Anh xài sát lại. Rồi. Nào chị Tuyết ngẩng đầu lên. Chị Tuyết ngẩng đầu lên nhìn ống kính này. Ôi chết, cười chứ sao lại khóc. Cười lên tí nào. Nào tất cả cùng cười lên. Ok chị Tuyết, cười chứ lại khóc. Cười đi.